Chào cả mọi người nhá. Thì là nhân lúc lúc đang mất điện này thì giới thiệu mọi người một con combo kích này. Kích thì là 3,2 triệu mà bình ắc quy thì là 2,1 triệu. Đấy. Thì ắc quy bảo hành 9 tháng đồng ngay nhá. Kích điện từ 12V lên 220V. Kích điện này thì bảo hành 1 năm. Cái này bảo hành 9 tháng. Kích giá bán 3,2 triệu. Bình ắc quy đồng ngay 100Ah. Là 2,1 triệu. Trộn nạp luôn, chọn bình 100A tự nạp luôn. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ bên mình nhá.